Xin chào đội ngũ của YouTube, tên tôi là Nguyễn Thị Ngân, chủ nhân của kênh New Nam 01. Và bên trên là URL kênh của tôi xin phép được comment URL kênh của tôi. Kênh của tôi tạo ra để hướng dẫn các bạn tôi có thể cái nhân vật mình yêu thích bằng cách tôi đã đăng tải những video với nhân vật mà tôi yêu thích. Tất cả video trên kênh của tôi đều không có bản quyền, tất cả video này để cho tôi tạo ra. Kênh của tôi đã nhận được thông báo hoạt động lừa đảo. Tôi tin rằng đội ngũ của YouTube đã đánh giá sai và tắt tính năng kiếm tiền trên của tôi. Và sau đây là một số tên thật thô mà tôi đã quay và up lên YouTube, nó hoàn toàn giống các tên thật thô mà tôi đã quay và chỉnh sửa. Tôi sẽ lên ứng viên video đầu tiên. Tôi sẽ lên ứng viên video đầu tiên. Các bạn có thể thấy tên thật thô mà tôi đã quay và up trên YouTube là 2023-12-15-08-57-IMG-3068.14. Nó hoàn toàn trùng khớp với tên thật thô mà tôi đã quay và tìm được là 2023-12-15-08-57-IMG-3068.14. Và tôi sẽ mở video thứ hai. Các bạn có thể thấy đây là thơ mà tôi đã quay và up lên YouTube là 2023 này.